nay mà cái tướng sành điệu không? Trời ơi. Cái đầu là đầu Thành phố Hồ Chí Minh mà cái đích ấy ra Cà Mau nha. Ghê chưa? Thấy đây chịu nổi không? Hả? Quý giò, đúng giò nè. Giò đi. Giò đi. Giò ăn giò mắt luôn. Giò đi ăn cho nó mắt. Muốn nó lớn không? Nói lớn cho nghe nè. Tối mới có sao giờ nắng thì chết sao sọt gì. Tôi đố một câu nghe chơi nè. Rồi đó. Đố rồi. Đố cái gì nha. Ừ. Mình nhai vô rồi nhả ra. Trợn tới trợn lui rồi mà không được nuốt. Vậy thôi. Ngậm vô nhả ra. Ngậm vô nhả ra. Ngậm vô nhả ra. Đẩy tới đẩy luôn mà không được nuốt. Rồi biết chưa. Khổ nè. Hay đó. Thôi, thôi thôi thôi. Mà đó là mà đó là bậy làm tao biết đường đó là bậy bậy cái đó là bậy. Không có bậy không? Nhai vô nhả. Nhai, nhai nuốt hết được mà không có được nuốt. Trời. Cái này không có bậy à nha. Nuốt trúng. Tao nuốt thiệt à. Nhả ra là nuốt vô nữa hả? Nhả không ra. Xin rơm hả? Tiền nói. Thì xin rơm gà. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Cái hồi này là hồi con gái nhỏ hả? À. Vậy mà cũng đi đố, đố không biết gì trơn. Vậy đó nha. Tiện đó, cái mặt của mẹ rồi. Ừ. Vậy mà ăn nghĩ sao nghĩ. Vậy chứ cũng có người gì vậy. Bảy đáng chịu. Nè. Tú đố vậy tú. Em ăn cái gì? Tên lông dưới lông. Tối ngủ hai cái hiếp lại. Nói gì nữa không? Dịch đi. Thôi dịch vô mắt. Cái mắt cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Có bậy không? Nó có bậy đâu vậy chứ em. Trên hòn đá dưới hòn đá le la thục vô đốn lại vậy. Hòn đá dưới đá hả? Như trò cậy bánh xe hay vậy. Trời. Hàm răng. Cái mẹ. Vậy chứ lợi. Còn nhọn nhọn không dài không. Đẻ nó ghê mà già lắm quá. À em biết luôn. Cái gậy. Đúng ra câu nào ta cũng biết lắm. Ta có nói một bậy đâu. Ta lấy thiệt không à. Mà nó thử cho nó có xuống. Mà nó có xuống. Mà làm mình nghĩ. Ờ. Chứ mà nghiêm trọng. Bữa nay tao đi chơi đá luôn nè. Chồng tao đi Sóc Trăng. Đêm nay mới đi về mấy giờ? Lột quần dài đó. Lột quần dài thấy quần trong. Lột quần trong thấy chùm lông. Lột chùm lông mà thấy cái hạ không. Đó. Thấy chưa? Mà phải không? Mà phải đó không? Nè tên dưới, tên nhắc dưới nhắc nè. Mẹ này chị nè, em hỏi chị nè. Lột cái quần, con nó chùm lông ở đâu, chị lột áo thấy lông đâu, lông mắt hả? Nghe nè. Tiền nó chạy rồi các bạn. Nó đốt xong nó chạy, nó khỏi sướng là câu đố quậy nó chạy nè. Dục đây nè, dục đây nè con. Có nước chín nữa. Nè, bạn đốt đi, ngồi tôi cũng suy nghĩ ra tôi đốt bạn lại hả? Bạn chín mình đem nước đá cho tiền. Không có đá thiệt đó. Công nhận. Bốn cái quýt này đều trăng hết trơn hết rồi các bạn ơi. Tôi kêu bốn cái quýt để bốn cái quýt ra đây né né gì vậy? Lại kiếm cái thao tôi lúc nữa. Ông nó đâu có dí tiền. Ông người vẽ nó mới dí. Ông này đâu có dí đâu. Em hốt quá chị. Không chú không có cắn chị. Hồi nãy cái bà đó mua dưa hấu. Ê, trời ơi ông chết mắt bà. Ai có tiền nè. Tiền đi đám cưới cả chở con Nhi đi mua đồ về đi chơi cho ngay con mắt sáng của sao đi đi dâu cũng eo hẹp hả? Ờ vậy cũng gác đi hả? Mặt mũi vào gác đi hả? Mặt mũi thì gác đi. Cũng ham ăn à, hốt uống à. Tiền này.
Tiền nào? À vậy không sao, nó đâu gì đâu, nó đâu không có gì hết trơn trời ơi. Đẹp. Tiền nhỏ đâu có gì mà anh tiền nhỏ này không đâu. Nè các bạn, mấy chị giờ mới mười mấy Tết à, giờ vô lặt mai. Đó. Lặt hồi là xong suốt đó. Trời ơi, gì vậy chị mơ Út? Chị lặt thôi chứ chị bẻ luôn cây người ta rồi. Thấy được. Mấy sao kém vô ta? Bình thường đuôi đâu thấy ha. Em rọc chỗ này mà hấp hấp đây là chết luôn. Tao cũng ăn bánh mèn nha. Lắm á. Chị tôi cũng có lỗi chứ chết, tôi có lấy cây tôi xèo thì lấy cây tôi dẫn luôn rồi. Mai chị là mai chị nó từ màu vàng chuyển màu đỏ. Rụng màu đỏ rồi, rụng màu đỏ nữa. Ờ, từ đầu hồi cái hồi trồng á là nó đổ màu về màu đỏ. À. Cái chị bứng chị giờ về ta trả 3 triệu không bán, bứng giờ về vô chậu. Rồi. Cái nó trổ lên nguyên cái mai màu vàng không à. Rồi. Đó trổ là mai chị thành quỷ rồi, anh tin là gì. Cái mai trước cửa bị chản á. Không có chị đó, chuyện phong thủy chị, tốt quá chị. Người ta trả 3 triệu nó không có bán. Nó thôi cái nào tốt tốt đừng bán nha. Tự nhiên nó ở trong nhà nổ nó màu vàng thì đỏ tươi à, cái sao bứng về cái nó trổ nguyên một đợt nữa. Chị đào cái rễ lên coi có vàng rỗng không? Coi lá xanh này ăn không? Có ăn bậy nó chứ. Này ngồi đi chị rửa vô lên chị đạp cho. Trời ơi. Chị ăn mình luôn rồi. Trời ơi. Đạp xong rồi đem ra rủ ăn hay gì? Nghĩ sao chưa? Giọt không vậy nó mới ra. Tao bằng ngái má ơi. Đạp không có máy. Trời ơi, giờ là máy chị. Còn không có thì người ta mua đồ về người ta tự làm luôn. Tao đi mời gửi cho em ly nha. Ừ. Vậy tao vô tao chờ đi. Chờ nghe tú. Hả? Thiền thiền thiền. Ừ, thiền. Muốn nói cho hết vô mà. Ừ. Ủa tối ngày mà không vẽ hả? Ăn không vẽ rồi. Vậy vậy ăn no chưa? Vậy có còn tiêu đã chưa? Ủa. Trời ơi, đúng sao? À, không có đụng vô đó nha. Trời ơi, thấy mà chết bật vậy hả? Trời ơi, như nó vô ăn trời ơi mát ngủ ở trùng luôn rồi. Trời ơi, đó. Trời ơi, Quý ơi, Quý chết luôn. Cái gì? Ai, Quý có nói gì đâu chị ơi. Em chưa có nói được cái từ gì hết anh chị chết. Ủa vậy hả? Đó. Ủa sao cái trái này sao vô? Không, cái trái này là lấy ra treo nó lên đó chị. Chứ để vô đây đó. Là lá thôi chứ ai vô cái trái chị bà. Ờ. Ăn vô ngộ độc thực phẩm chết tại chỗ. Để móc cái gì vậy ta? Móc quần Quý nè. Không? Bưởi hả? Tiền nhỏ. Ủa cái trái này là trái gì? Trái này trái này. Trái cam. Chị không biết cái này á. Ăn ướt hả? Cái này là cái gái ngu nhà. Chết không? Ăn là nước á. Được không? Thấy không? Thấy đòn đòn mà xin lửa có cái kè nè không? Cái này không được cái này nó hồi nó đòn đòn nó nóng, nóng rồi đó là hồi nó ngọng hết rồi. Nó nóng rồi nó nóng rồi nó nóng rồi. Nóng rồi. Ok. Ok nó bệnh mỏi mà nó chậm lửa. Trời ơi chị Tiền mày thì nướng bánh nó mới chị nào ăn à trời. Chị em thấy này người ta bỏ vô cái lò nướng bánh mì á chị. Mình đây là mình nướng về là mình còn dân quê. Chị xuống sau, mình xuống sau mình bắt mấy người tôm mình nướng của chị đi chứ. Nướng cái xè trước. Tôi nướng thì nướng quyền của tôi. Đừng có bắt bẻ, đúng không chính? Con này thì mình cái thao mà lớn vậy mình nướng rìa trước rồi ba bánh nướng được một cái à. Chị làm gì cũng được hết trơn. Con gái đẻ con trai cũng được thôi. Sao nhắc lại chuyện đau lòng. Cái đầu phải về chị, về anh Chính à. Đúng không? Nó về anh Chính không? Ừ, nó vậy ăn ủi còn được. Đúng rồi chị, ta hay gái hay dân người đàn ông á. Chị biết đẻ chứ đâu phải chị biết đẻ đâu. Đó, cưng vô sân quẹo qua cái thấy rồi là tú. Thấy cái gì? Thấy cái lòng. Quá trớn rồi. Thì giờ lấy. Ở từ giờ chín vàng nữa. Ăn cái đùm ngoài đây ngon nè. Thấy không được á. Đi lại như quá đứng liền. Không. Rớt xuống luôn. Mày cãi là rớt cái bụng nè. Cãi không à. Nó cũng sợ mình giật cái chồng mận đi. Này này táo gì vậy? Này mận hả táo con? Nó là bẻ nè. Này mận gì vậy? Bẻ cuốn luôn. Mận này xím sen, kiến sen cái gì vậy? Mận này sen sen gì? Chín sen. Chín sen hả? Ăn không? Chắc nó có cái màu như sen. Nè, cho tới nè. Thở cái chốt cho ôm đi. Tốt cao luôn rồi.
Ba chân mình bả à? Ôi có kiến. Có hai cây hai bên này nào mà ăn cũng ngon nên để lại hoài. Kiến đâu cho gì cơ. Ngon không? Ngon, ăn cũng được. Ngon nè. Giòn. Đây. Của chủ nhà. Quay lại, quay ngược lại cái màn cho đẹp. Đó, ngược cái mu lên. Cái mu gì? Cái mu của trái lạnh. Nè thấy chưa? Nói. Tự nhiên kia dở mu lên hà, đang ngồi cầm này kêu dở mu lên. Con này thiệt chứ. Ủa cái mặn vô cái màu nó đẹp, tự nhiên quay cái lòng trong trắng tươi. Cái này cái gì? Cái gì trắng tươi? Lòng trong mỹ anh mỹ. Lấy cái muối ra hết rồi. Còn đi đâu chấm? Nè. Ăn muối trước nữa rồi giờ ăn muối. Ăn muối ngon. Muối này muối ấy mà muối mì mà. Để ừ. Nó cái đó để đại vô cái đó hộp em ba đi đi nó rỗng á. Đậu hỏng mà đừng đâm để nguyên hộp ha. Không đừng đâm chị, để nguyên hộp ăn cho nó béo. Không có chừa lại một cái ly á, tại vì hồi nãy em biết 8 cái ly. Trời ơi. Phân tích luôn là chừa 8 cái ly nha. Cái gì của thầy? Thấy chưa, hên ghê chưa? Tu động hồi nãy tôi chết rồi. Bởi vậy tôi mới biết tại. Rút đại đi. Không có biết sao mà mình ai cũng cũng nội ngoại đồ tùm lum mà không quý thế đúng không? Ừ. Nó thì vậy đó, cho nên vậy đó. Bởi vì hồi nãy ông Tiền nó nói đi đám ông đánh cái nó tiền. Đó là từ vụ gì nó âm thầm lặng lẽ. Ai? Nguyên đây luôn. Chỉ có hai người tu là đứng đáy thôi. Bọn này toàn là ngồi đáy. Tôi trút sao hả? Tại vì có hai người có một trai hả? Con biết gì hết trơn á. Chết. Chết. Đợt này ông để về tôi bỏ cái hoạch tôi đẻ. Thử vậy. Cũng ngồi đáy luôn. Cũng ngồi đáy luôn chính. Thôi đừng bỏ cái nào của mình. Bây giờ sầu riêng chị Út không ăn. Nó ăn không ăn, nó sao hả? Không, đừng bỏ. Trời biết gì hồi nãy trộn vô bụi. Cái gì mà đồng hồ ngu quá. Có cái thơm chết rồi. Cái ly đó có, ly này không có nè. Chín chữ luôn hả chứ? Thêm vào bỏ nhiều đi, đừng bỏ cái kia. Dạ. Thêm cái đó nhiều. Thêm rác á. Thêm rác nhiều. Rác. Rác. Còn nhiều nữa. Thôi đủ rác chưa? Dừa. Để mấy bà để vô có công. Nấu nước cái gì vậy bác? Đậu nào? Nấu nước hay gì? Nấu nước cơ. Dạ nó uống hả? Nấu là hai bình hả Tiền? Trời ơi, bà ra là chợ. Uống nước chín bà ơi. Cái gì? Ở đâu mà bà kiếm? Cái gì? Mình tắt xí muội mà. Vô một cái đi. À. Tiền giống vậy như đó. Nó không béo mà nó không ngon. Đúng. Chú nhà sao chú nhà kêu cứ lên trước đi. Ở dưới chân mình nè. Ở dưới còn nhiêu là xì giòn vô nó cứ đi để hết rồi đó. Vậy còn tử dồn hả? Vậy sao tụi bà có ít thôi, bán gì gì lỗ không sao? Uống đậu của chị Út Nga chị Út? Ừ, uống đó. Mới ra qua 7kg. Em không sản phẩm được còn 7kg biết không? 5kg còn 7kg hả? 5kg còn 7kg đã ăn thừa luôn. Chạy thử. Đầu tiên ra. Có ai kiếm giá không? Cái đồ lao nè mấy chị, cái này chỗ tú ngay chỗ đó tú, ở trên ngay bên đây là cái tinh tinh đó, đưa ai?
Quá trớ rồi chứ đây. Tiếp sạch sỡ luôn quá. Ba mày qua đây coi. Kêu một qua đây coi. Mày ăn hả? Rồi ăn xong thấy mày đi cưng, ăn đi cưng. Mày ăn. Rồi đâu? Ăn xong thấy rồi chạy ra. Thế quá. Béo quá. Em nuốt mấy giò ta. Rồi bỏ cái tổ xa sao khổ luôn rồi. Vậy sao không vét? Vậy mà không nuốt. Sao? Em muốn nuốt. Trời đất ơi, ăn luôn mấy con dồi. Đây nè, đây nè. Nó ăn á mà nãy thấy nửa con á. Chưa đủ. Hả không có, nó giặt ra mà thấy nửa con á thì nó sợ, chứ nó không thấy con nào nó không sợ á. Tại nuốt rồi đó. Ăn đi. Thấy chưa, gán ăn cái nữa đó. Ăn đi. Trời ơi, qua quýt nè. Không dám đâu. Không, không vú thì quýt nè. Dạ, cái gì? Không ăn. Qua nó phòng. Em vú ăn quýt. Cái này á làm biểu như là toàn là vú không à. Mấy tên quýt làm kiểu vú mà. Đâu vú, có. Vú này hái đâu tiền? Ở ngoài bờ tại không có quýt chín. Chứ không phải là làm tiểu. Quýt này mà không chín hả? Phải trái có nhiều đó đó. Chính còn chín nữa tới. Trời đất ơi, từ nãy quay luôn hả Quý? Không em ăn con dồi nữa. Có cái gì đó. Nửa chết khỏi ăn. Có chữ lại chút xíu. Nửa già chết khỏi ăn. Bây giờ ăn rồi. Cảm giác nó là dồi trong cổ ha. Chị bữa nào mình lấy đuôi mình ăn chị chín. Ơi. Có không? Hả? Cái con đó nha. Đang kiếm ăn nè. Cái con này ăn cái con đó ra đồ phộng nhét vô ăn. Khỏi ăn sống chấm nước mắm. Trời bậy quá. Không. Ngon lắm chị. Không vậy không chị. Không. Vô. Không. Bỏ nước chấm chấm. Bảy. Nó ngon thiệt, béo lắm. Em ăn rồi. Ơi. Thợ tên rảnh nó quen ăn lắm thấy hả? Đúng rồi. Bạn bạn đâu đi chơi chung mình mày thời đó đâu mà bạn hỏi bạn mình có ăn hay không? Nhưng mà tối có ăn chiên rồi. Chiên thì mình có ăn. Nghe, bắt vô cái ngâm nước muối á cái cho nó nhảy ra nữa rồi cái bỏ vô chiên thì có lăn bộ nghe kể nghe vụ mà chị ăn đu mà con thường chị cũng ăn khóc bữa đó ha anh bắt đuông về cái em làm mần sạch hết ăn sạch hết ăn ruột cái đầu anh đem chiên chiên xong độ vàng thơm cứ lại
Ủa cái ông mà sợ quá. Tôi tưởng sợ quá cái đi. Chị ăn. Cái nó mẹ đừng ăn, thế cái gì vậy thì con ăn đi. Nó không ăn mà nó không cho mình ăn. Để mình ăn không đấy. Nó ngon nó béo sao đâu luôn ta. Không. Không. Nó không cho ăn. Mà nó không dám ăn.